Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Spy Giá Rẻ. Hôm nay thì mình lại cập nhật cái lô ô tô cho anh em á, ô tô cũ nha mọi người. Thì mấy nay thì cũng lâu rồi mình cũng ít quay cái dòng này ha. Hôm nay thì có về thêm. Địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dị An, thành phố Giang Bình Dương ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay có anh Phong, số trợ giới thiệu của mình Phong ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Cũng về thêm một số con và mình sẽ cập nhật cho anh em thêm vài dòng để anh em tham khảo. Anh em thì có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại là 092770 và 448 này. Cái mình để trong nhà thì nó hơi chật. Anh em mà cần chi tiết anh em cứ nhắn tin vào Zalo giúp mình nha. Đây, con đầu tiên và cũng là con rẻ nhất luôn. Mới về. Là con 7 chỗ. Dòng Chevrolet Captiva. Xe 2008, xe còn khá là sạch sẽ. Đấy. Máy móc thì êm lắm. Nội thất thì cũng khá là sáng sủa. Rất là còn khá xa, đi 120.000 cây để cái máy. Máy là cực kỳ ghê máy. Máy là rất êm. Con này là số tự động. Rất là đồng. Đúng rồi. Và giá thì nó chỉ có 179 củ thôi. Captiva 2008. Giá thị trường giờ thấy nhiều anh em vẫn đang bán 190 mấy. Captiva. Rồi, con đầu tiên, con thứ hai là con cái này, nãy anh nói là bao nhiêu? 179. 79 triệu nha anh em. Đấy, ô tô 7 chỗ luôn. Ok. Rồi, con bên này thì nó là dòng Hyundai Accent. Xe số tự động. Con này thì nó là 2022 mà nó mới đi có 4.000 cây thôi. Ủa, bữa nãy giờ em tướng con Atis nhé. Không, Atis ở bên trong. Này mới về này anh em. Điểm số 63 anh em check hãng nha. Chuẩn Odo 4.000 cây. Vỏ lốp tất cả đều theo xe hết. Dàn ngoài không tì vết. Đến nội thất thì như mới. 2022 nhưng mà không đi. Đúng chất xe là gọi là mua về để chùm mền. Nhiều khi anh em đi nhiều tháng đi hết 4.000. Và hơn 2 năm mới đi có 4.000. Con này thì sẽ để cho anh em 439 triệu. 439 triệu nha anh. Với những cái giá xe như này thì mình đều bao rút hồ sơ cho anh em và bảo hành cho anh em 6 tháng nha. Tất cả xe đều bao anh em check hãng hết nha. Ok. Rồi, ở đây thì mình có Mazda 3. Mazda 3 này bản Deluxe, xe 2021 và đi chuẩn 50.000 cây. Biển 92 của Quảng Nam. Cái bản Deluxe thì nó là ghế nỉ và con này đã lên full ghế da. Sơn mâm đen. Xe không lỗi và đang có mức giá là 515 triệu. 515. 515. Rồi, con này cũng 7 chỗ này, 7 chỗ. Thằng này, này thì thằng Toyota Veloz bản cao nhất. Bản này thì cam 360, tất cả các tính năng nó đều đầy đủ hết. Bản full của dòng này rồi. Và giá hiện tại thì con này mình đang bán là 599 triệu. À, 599. Xe đi được 54.000 cây. Vỏ lốp là còn theo xe đầy đủ hết. Vỏ sơ cua ấy là đầy đủ theo xe. Và rồi, nếu mà anh em có nhu cầu mua góp đó, thì những cái dòng xe mà đời 2019 trở lên, hiện tại bên ngân hàng vẫn hỗ trợ cho anh em được 70% giá trị xe. 70%. Ở đây có Hyundai Elantra. Con này thì nó là xe 2021 và đi được 84.000 cây. Hồ sơ mình rút sẵn luôn. Anh em về sang tên thôi. Nó là số sàn bản đủ. Số sàn bản đủ. À, hiện tại thì chiếc này đang có mức giá là 410 triệu. 410. 410 triệu. Rồi. Còn con này lên. Bên đây thì nó là Honda RS. Honda City bản RS. Thì chiếc này nó là xe 2022 và đi được 50.000 cây. Vỏ theo xe, vỏ sơ cua chữ hạ. Con này thì không có lỗi lầm gì cả và đang có mức giá là 480 triệu. 480. Được. Con cuối cùng thì nó là dòng Toyota Altis. Con này Altis 2017. Bản G nhé. Altis 1.8G.
Chiếc này thì nó có lỗi nhẹ ở cái nắp cabo phía bên tải ấy. Đấy. Lỗi nhẹ nắp cabo đó. Thì giá con này hiện tại mình đang bán ở cái mức giá là 445 triệu. Đấy, nếu mà như dòng này 27 mà xe không bị lỗi tí cabo thì nó phải khoảng 480. Thì nó rẻ hơn vài chục, lý do nó bị lỗi nhẹ. Rồi, video thì mình cũng xin tạm dừng. Anh em quan tâm đến dòng nào cần chi tiết hơn, anh em cứ alo trực tiếp qua cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.